Thưa quý vị, giá lợn hơi trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng nhanh và tiến sát mốc 70.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm qua của thị trường lợn hơi Việt Nam. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giao dịch ở mức 68-69.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi duy trì ở mức 65-69.000 đồng 1 kg. Trong đó, thương lái tại Lâm Đồng thu mua lợn hơi ở mức cao nhất khu vực. Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi giao dịch từ 66-69.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi niêm yết của công ty chăn nuôi CP Việt Nam cũng đã được điều chỉnh lên 69.000 đồng 1 kg. Nhiều địa phương tiến sát mốc 70.000 đồng 1 kg. Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cho rằng đà tăng giá lợn hơi xuất phát từ việc nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi, đồng thời một phần do tâm lý trên thị trường, đặc biệt chênh lệch giá lợn hơi tại miền Bắc và các địa phương giáp biên giới Trung Quốc ở mức thấp nên tình trạng vận chuyển buôn bán lợn từ Trung Quốc vào nước ta cũng trầm lắng hơn. Cũng đã tăng thì theo thông tin từ nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán sỉ nhiều loại rau củ tại chợ hiện tăng 20-30% so với tháng trước và tăng 40-80% so với thời điểm giá tốt sau Tết Nguyên đán. Tại một số tỉnh thành khác thì giá rau củ và thực phẩm cũng đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, giá cải thìa, cải bẹ, cải xanh là 22.000 đến 28.000 đồng 1 kg, khổ qua 23.000 đồng 1 kg, cải bó xôi 40.000 đồng 1 kg, xà lách, khoai tây Đà Lạt 25.000 đến 35.000 đồng 1 kg tùy loại. Đặc biệt, một số loại giá bán tăng gần gấp đôi so với các tháng trước. Theo các tiểu thương, năng suất các vườn rau thời gian qua giảm mạnh vì bị đứt lứa, chịu thời tiết bất thường, cung không đủ nhu cầu khiến giá bán tăng mạnh. Nguồn cung rau cho Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu đến từ Lâm Đồng, nhưng sản lượng rau của địa phương này thời gian qua cũng khá thấp, đặc biệt là các mặt hàng như cà chua, hành lá. Trong khi đó, tại nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội, giá rau xanh, củ quả và một số loại thực phẩm bắt đầu có hiện tượng tăng lên, mức tăng khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đồng 1 kg. Và cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thì Trung Quốc hiện là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 40,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của nước ta. Theo đó, Trung Quốc là thị trường cung cấp mặt hàng rau quả lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt 794,7 triệu đô la Mỹ, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, hàng từ Trung Quốc chiếm 40,5% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của nước ta. Mỹ xếp thứ hai với vị trí nhập khẩu đạt khoảng 331,5 triệu đô la Mỹ, giảm 7%. Kế tiếp là thị trường Australia, kim ngạch nhập khẩu đạt 142,4 triệu đô la Mỹ, giảm 10% so với năm 2022. Về mặt hàng, táo là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất trong năm 2023, đạt 237,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 21,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây. Đứng thứ hai là nho, đạt 158,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây. Quýt và lê lần lượt có vị trí thứ ba và thứ tư, chiếm tỷ trọng 7,1% và 5%. Thưa quý vị, khác với sự nhộn nhịp trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa của những năm trước, từ cuối năm 2023 đến nay thì lượng hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã giảm sâu. Kim ngạch xuất khẩu vì thế cũng không đạt được kế hoạch đề ra. Và nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này xuất phát từ cả hai nước Việt Nam và Lào, khi mà hạ tầng chính sách còn nhiều bất cập. Sau đây là phản ánh của phóng viên tại Hà Tĩnh. Đầu buổi sáng là khoảng thời gian cao điểm, nhưng lượng xe qua cửa khẩu Cầu Treo thưa thớt. Thống kê cho thấy mỗi ngày chỉ có khoảng 300 lượt phương tiện thông quan tại đây. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, kim ngạch xuất khẩu tại cửa khẩu Cầu Treo đạt hơn 124 triệu đô la Mỹ, giảm tới 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách chỉ đạt hơn 100 tỷ, giảm hơn 60%. Năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo được Hội đồng nhân tỉnh, rồi được Cục Hải quan tỉnh cũng như là Tổng cục Hải quan giao thu ngân sách là 550 tỷ. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chỉ mới thu được 100 tỷ. Đấy, thì nếu như mà không thu hút được các cái doanh nghiệp có những cái mặt hàng chủ lực trở về với cửa khẩu Cầu Treo thì việc hoàn thành chỉ tiêu này rất là khó khăn. Tình trạng điều hưu tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuất hiện từ tháng 8 năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do tuyến đường lên cửa khẩu này thường xuyên xảy ra sạt lở. Dự án thi công mở rộng quốc lộ 8A chậm tiến độ, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách mới của Lào có nhiều điểm mới gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như nhập khẩu hàng hóa từ Lào về Việt Nam.
Ở phía Lào thì có một số trăm cân là họ hạn chế về trọng tải. Bên Việt Nam thì nó cho đúng về quy định của đăng kiểm là 33 đến 35 tấn. Còn bên phía Lào thì là nó hạn chế còn dưới 25 tấn. Cho nên là khớp khỉnh giữa hai cái trọng lượng, cho nên là lượng xe nó chạy qua đấy nó cũng giảm theo với quy định. Tại thời điểm này thì về thuế xuất khẩu của Lào đã tăng 10 đến 30% đối với một số mặt hàng của Lào xuất qua Việt Nam. Rồi là phương tiện vận tải thì nước bạn Lào cũng quản lý rất chặt. Thời điểm hiện tại là nước bạn Lào không cho phương tiện vận tải của mang biển kiểm soát Việt Nam vào nhập cảnh vào Lào nếu không chở hàng hóa. Bên cạnh đó thì về cái mức phí đường bộ của nước bạn Lào thu cũng cao so với cái mặt bằng chung. Trước những khó khăn đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đề xuất lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp hỗ trợ Lào khắc phục sạt lở khu vực đèo đất tỉnh Bô Ly Khăm Say, sớm hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ 8 để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Nằm trong hoạt động lễ hội du lịch Hàn Quốc Korea Travel Festival 2024 diễn ra tại Hà Nội, hàng chục du lịch Hàn Quốc đã có cuộc tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam. Và đặc biệt, lần xúc tiến này thì các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa sự lựa chọn cho du khách Việt Nam khi có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc trong năm nay. Là địa điểm du lịch lớn và nổi tiếng tại Seoul, ngày hôm nay công ty chủ quản của công viên Everland đã đến Việt Nam tham gia buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Doanh nghiệp này mong muốn công viên Everland sẽ là điểm du lịch được đưa nhiều hơn vào các chương trình tour của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là tour cho giới trẻ trong mùa hè này. Có thể gặp trực tiếp đối tác Việt Nam tại chương trình này, chúng tôi đã biết được thị hiếu và xu thế du lịch của người Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng công viên của chúng tôi sẽ đón được nhiều hơn nữa khách Việt Nam đến thăm. Thị trường Việt Nam luôn là thị trường tiềm năng. Trong đợt xúc tiến lần này, có 30 doanh nghiệp Hàn Quốc gặp gỡ 50 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Buổi xúc tiến đã mang đến các thông tin phát triển sản phẩm du lịch Hàn Quốc với các chủ đề đa dạng mà du khách Việt Nam đang ngày càng quan tâm. Đó là du lịch thăm các điểm trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, du lịch thể thao e-sport và các sản phẩm du lịch kết hợp 100 lễ hội đặc sắc của Hàn Quốc trong năm 2024. Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa làng văn hóa dân tộc của Hàn Quốc vào các chương trình du lịch để ngày càng nhiều người biết đến và yêu mến văn hóa Hàn Quốc. Những buổi xúc tiến như thế này là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp lữ hành hai nước gặp nhau và cùng hiểu về nhau để xây dựng các chương trình du lịch đúng với thị hiếu du khách hai nước. Thì chúng tôi đã tìm hiểu được một số những cái điểm ở tại tỉnh Kiên Ki và chúng tôi đã có kế hoạch và chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những đoàn khách Việt Nam đến để tham quan những cái điểm mới tại bên Hàn Quốc. 4 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1, đạt hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, Việt Nam là thị trường ASEAN số 1 gửi khách đến Hàn Quốc với trên 167.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ những nỗ lực hợp tác từ cả hai phía mà lượng du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc và từ Hàn Quốc đến thăm Việt Nam cũng tăng dần theo các năm. Hàn Quốc thực sự trở thành đối tác du lịch quan trọng của Việt Nam khi luôn nằm trong top các quốc gia có lượng khách đến tham quan Việt Nam nhiều nhất.